Hách Tuấn là một thanh niên xuyên không vô cùng phế vật và không có chí cầu tiến, vì thế anh ta đã bị hệ thống xuyên không của mình bỏ rơi một cách đau lòng. Nhưng trái với sự buồn bã mà một người bình thường vốn có khi bị hệ thống bỏ rơi, thanh niên này lại vô cùng vui vẻ vì đó là mục đích từ đầu của anh ta. Anh ta chỉ muốn tìm được một cô vợ ngọt nước giàu có và sống một quãng đời còn lại trong sự nhàn hạ. Nhưng chớ trêu thay việc mất đi hệ thống và cưới một cô vợ ngọt nước giàu có đúng ý anh ta, vô tình lại khiến anh ta rơi vào những tình huống oái oăn buộc anh ta phải giải quyết. Và từ đó cũng vô tình khiến anh ta trở nên vô đối trong thế giới này từ lúc nào không hay. Chi tiết bộ truyện hài hước hóm hĩnh thế nào thì mời cả nhà cùng thưởng thức. Mở đầu truyện là hình ảnh một hệ thống với khuôn mặt sộn lào tay mang tay nải nói người như người ta không có hứng thú. Phiền quá xóa nhau con mẹ nó đi, một giọng nói khác liền đáp vậy đi say bài. Sau đó là hình ảnh một thanh niên với cái tên Hách Huấn đang khóc lóc thảm thiết níu kéo đừng mà hệ thống không có ngươi làm sao mà ta có thể sống tiếp được đây khiến hệ thống méo mặt. Thanh niên này là một tên xuyên không vô dụng, bởi vì không hề có chút thiên phú tu tiên nào nên bị hệ thống trò chơi này vứt bỏ. Sau đó hệ thống liền biến mất bye bye ngày nha để lại hắn ngồi một mình kêu gào thảm thiết hu hu đừng mà, ta phải làm sao đây hu hu. Ta khóc rồi, ta giả vờ thôi. Sau đó là hình ảnh Hách Huấn với khuôn mặt sộn lào không thể đáng ghét hơn. Có lẽ liếc nhìn chúng sinh trở thành đại lão tu tiên đỉnh cấp là ước muốn của mỗi một người xuyên không. Hách Huấn vươn vai thở dài một cái, hệ thống cẩu bát bì cuối cùng cũng không quản mình nữa rồi. Ngày ngày giao nhiệm vụ cho mình làm mệt muốn chết, nhưng đối với tôi mà nói tầm nhìn hạn hẹp quá rồi. Đột nhiên có một cô gái áo đỏ ngọt nước đi ngang qua, ước muốn của tôi không giống với những người khác, tôi chỉ muốn lấy được một đại mỹ nhân về làm vợ. Tức thì cậu kéo vai cô gái kia lại ôm vào lòng bắt được nàng rồi, cô gái bị cậu kéo lại thì gượng đỏ mặt ha 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 tướng công tha cho thiếp đi. Sau đó cậu đưa tay lên cầm cô nói không phải mấy ngày nữa mới thành thân sao, sao đã sốt ruột đi thay hôn phục rồi. Hành động của cậu khiến cô ngại ngùng mà nói bởi vì muốn mặc nhiều lần cho tướng công xem mà, cô ấy chính là thích Dung Dung và là vị hôn thê của Hách Huấn. Sau đó cô tiếp tục tỏ thái độ e thẹn nói dù sao thì sau khi động phòng chúng ta cũng trở nên tàn tạ thôi mà, hai người họ quen nhau được một năm đến nay chuẩn bị bước vào hôn nhân. Không giống với những nữ tu tiên thích tranh giành thiệt hơn ngoài kia, cô ấy chỉ là một cô gái mỏng manh liễu yếu đào tơ. Mặc dù gia cảnh giàu có nhưng lại không hề kiêu căng, ngược lại cô lại biết ý biết tứ biết làm nũng thổi kèn các kiểu. Hai người họ âu yếm nhau yêu nàng quá đi, nếu đã muốn theo đuổi sự kích thích thì phải quán triệt đến cùng. Hai người họ buông lời mật ngọt sau đó là những hành động khiêu gợi đối phương. Hách Huấn nói chỉ có hỷ phục mới trở nên tàn tạ thôi sao, xem ra nàng vẫn chưa tin tưởng ta nhỉ. Cô nhẹ nhàng đáp, đấy là vì người ta muốn luyện tập tư thế doggy thôi mà. Chẳng phải tướng công không thích tư thế đó sao, nghe đến đây thì lòng cậu như dạo dực muốn bùng cháy. Còn cây lắp 20cm thì đã sung mãn như một chiến binh, quả là thỏa mãn tất cả những tưởng tượng của ta đối với thê tử mà. Tu vi vô thượng hay sống lâu vô tận gì đó tôi không cần cũng không muốn chút nào, chỉ có bạch đầu gia lão con cháu đầy đàn với cô ấy mới là hạnh phúc thuộc về tôi. Sau đó hai người họ tay kề tay môi kề môi định nuốt cháo lưỡi thì một cô gái tên Bạch Lê Lê chạy đến hai tay chống hông tỏ vẻ khó chịu nói được rồi tiểu thư. Trước khi thành thân phu thê gặp mặt nhau thì sẽ không thuận lợi đâu, hai người phải biết quy định này đã tồn tại từ xưa đến nay rồi, hai người không thể coi thường nó được. Nếu như hai người gặp mặt nhau trước hôn lễ thì sẽ có rất nhiều những việc không hay xảy ra, ta đang cứu lấy nhân duyên của hai người đó. Nghe được những lời nói thốt ra của một bà cụ non hai người họ chỉ biết tối sầm mặt lại còn Hách Huấn thì thầm nghĩ nhà vợ cái quần què gì cũng tốt, nhưng lại có một người hầu không tinh tế, làm gì cũng không được. Đúng là đệ nhất chia rẽ uyên ương con mẹ nó mà. Dứt câu cô bé liền đưa tay đẩy Thích Dung Dung về phòng tiểu thư mau quay về cho ta, không được ăn cơm trước kẻ. Cô bé cũng quay lại nói với Hách Huấn cô ra xin thứ lỗi, Thích Dung Dung thấy vậy chỉ còn thốt lên hai tiếng tướng công. Hách Huấn lúc này chỉ biết đưa tay tạm biệt rồi nói được rồi ngoan, hẹn gặp nàng trên giường. Nhìn hai người họ rời đi mà lòng cậu buồn rườm rượm đáng tiếc là mình yếu đuối không thể tự lo cho kiều thê lương thiện. Bên này sau khi về đến phòng thì Thích Dung Dung gõ đầu Lê Lê như gõ trống. Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đánh chết ngươi đánh chết ngươi đánh chết ngươi khiến cô bé không ngừng khóc lóc van xin hu 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 xin lỗi tiểu thư, nhưng không phải tiểu thư đã nói rồi sao? Con gái không thể quá chủ động, nếu không sẽ khiến cho nam nhân cảm thấy rất rẻ tiền. Thích Dung Dung phớt lờ quay người đi nói đấy chỉ là suy nghĩ của hủ của ta khi chưa thấy con hàng 20cm của tướng công ta thôi. Sau đó cô nằm lên giường tỏ vẻ ngượng ngùng nói tướng công không giống vậy, chàng là nam nhân ưu tú xuất sắc nhất. Ngươi không biết có bao nhiêu lãng đệ tử muốn leo lên giường của chàng đâu, nhưng chàng lại chọn ta. Chàng thực sự yêu ta. Lê Lê thấy vẻ mặt mê muội của tiểu thư thì liền đáp, tiểu thư có nhiều lúc ta thực sự rất nghi ngờ về trạng thái tinh thần của tiểu thư. Nhưng cô chẳng thèm quan tâm đến những lời nói của cô bé mà nói tóm lại tiệc cưới không được mời bất cứ nữ nhân nào. Kể cả người tu tiên cũng không được mời, Lê Lê không thể chịu nổi được những suy nghĩ của tiểu thư liền nói ta phản đối. Tiểu thư bình thường người đóng vai người phàm để chơi với cô ra thì thôi đi, hôn nhân đại sự sao mà có thể như trò đùa vậy được. Hôn sự của người không chỉ là chuyện gia đình mà còn là duy trì địa vị của thần môn chúng ta trong tu luyện. Hơn nữa tất cả những tam tu sĩ yêu thầm người nghe nói người muốn thành thân vẫn luôn không ăn nho mà nói nho chua, tung tin đồn nhảm khắp mọi nơi, chúng ta sao có thể không dằn mặt bọn họ được. Tiểu thư vẫn nên nói với cô ra thân phận thực sự của người, nhưng Thích Dung Dung thì lại nói với tu vi của cô ra cả vạn giới không ai dám khinh suất. Bên chỗ Hách Huấn lúc này một cô tỷ nữ đang đem đồ ăn đến cho cậu, cậu tỏ ra vẻ mặt thỏa mãn quả nhiên phế vật ăn cơm mềm. Cần phải chịu đựng được áp lực bị coi thường, tỷ nữ kia đi một cách chậm chạp đến chỗ cậu khiến cậu khó chịu. Nhưng đây cũng rõ ràng quá rồi nhỉ, rốt cuộc là có muốn cho ta ăn không?
không muốn thì tại sao phải bưng đến, còn muốn thì sao lại phải đi chậm như thế kia. Nhưng thật ra cô tỷ nữ kia chậm chạp tiến đến chỗ cậu là vì cô ta sợ cậu chứ không phải khinh thường cậu. Đáng sợ quá, ta vốn không xứng làm tỷ nữ của cô ra. Góc nhìn của tỷ nữ lúc này hách huấn như một con quỷ hung bạo to lớn với hai chiếc sừng, xung quanh cậu là một luồng sát khí vô cùng mạnh mẽ. Cô ta thầm nghĩ hủy thiên diệt địa như này giống như ác quỷ có thể vạch trần ý vị của con người, chỉ nhìn một cái thôi là hồn vía tiêu tan. Hu hu hu, làm sao đây, cho dù là kim đan cảnh ta cũng không dám lại gần. Còn bên chỗ của Thích Dung Dung thì cô vẫn không ngừng tức giận mà khí vào đầu Lê Lê, ta thấy ngươi mới rất lỗ mãng. Ta sẽ không để cho tướng công bị cuốn vào trong thế sự lần nữa, một cao nhân tuyệt thế như tướng công nếu như không phải mất hứng vì cõi tục hèn hạ thì sao lại lựa chọn ẩn cư như thế. Môn chủ thần môn ở trong mắt chàng và những nữ tu sĩ tầm thường kia làm sao mà giống nhau được, phân sáp thường tục mà thôi. Đúng là sức mạnh của tình yêu đã khiến cô ta ra nông nỗi này, yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu, khiến Lê Lê bất con mẹ nó lực. Không hổ là tiểu thư, yêu đương vào rồi ngay cả chính mình cũng mắng. Thích Dung Dung nói tiếp, chỉ có trở lại nguyên trạng làm một người không có chút địa vị và thân phận nào, một thê tử bình thường một lòng một ý yêu chàng. Trong đầu cô lúc này là hình ảnh cô tình tứ đút miếng bánh bao cho Hách Huấn ăn, gậy nhỏ bay đến đây. Sau đó là đưa tay lên mặt vuốt ve, tướng công đây là lần đầu Dung Dung làm có ngon không? Hách Huấn trả lời một câu khiến Thích Dung Dung mát lòng mát dạ ngoan, lần sau đừng làm nữa. Thật sự khó ăn lắm, hình ảnh tình tứ cảm lạnh bị phá vỡ, cô giận cá chém thớt lập tức đánh liên tục vào đầu Lê Lê khiến cô bé chỉ biết kêu lên á. Tóm lại nếu ngươi phá hủy hình ảnh khổ công xây dựng ta sẽ cho ngươi biết tay, sau khi hả giận cô liền rời đi. Trước khi đi cô không quên căn dặn, nói chung là sửa đổi danh sách như ta nói, dù sao thì đừng để mấy kẻ tu tiên kia đến quấy nhiễu hạnh phúc của ta là được. Bị đánh trong ngu người, Lê Lê chỉ còn bất lực đáp rõ rõ ạ. Sau đó Lê Lê thở phù một cái. Nhưng thật sự có thể thuận lợi chứ, dù những tên tu tiên kia không có bản lĩnh như cô ra, lại cũng không kém cạnh, sợ là ngay từ thời khắc nghe được tin về hôn sự đã tìm tung tích của chúng ta khắp nơi rồi. Một lúc sau có một luồng ánh sáng xuất hiện trước nhà của Thích Dung Dung, một người đàn ông bước đến kèm theo đó là thuộc hạ của hắn. Hắn không khỏi cảm động rớt nước mắt, thầm nghĩ Dung Dung, ta cuối cùng cũng tìm được nàng rồi. Hắn ta chính là Hành Dương Tiên Quân tại Hóa Thần Cảnh. Lúc này hắn tỏ thái độ tức giận, nắm chặt tay, quan hệ thanh mai trúc mã hơn 10 năm ta nhiệt thành theo đuổi cô. Cô lại chạy đến một nơi gà không đẻ trứng như này gả cho người ta, ta tuyệt đối không cho phép. Chuyện hôn sự này ta nhất định phải tranh đoạt. Sau đó hắn đưa tay mở cửa định bước vào. Nhưng lập tức từ phía trong có tiếng gì đó phát ra khiến hắn hoảng sợ, tiếng gì thế? Ngay sau đó là một luồng sức mạnh gì đó lao về phía hắn khiến hắn văng ra xa. Đây là cái quần què gì thế? Là kết giới ư? Không, kết giới không thể sơ sát tiêu điều khủng khiếp như này được. Lẽ nào đây là cường giả đỉnh cấp mới có được, hình dáng bên ngoài tương ứng với tinh thần lự mạnh mẽ sao? Thật sự có sự tồn tại kinh thiên như này sao? Tất cả nghĩa lý phá vỡ thế giới giống như tiếng gầm đến từ địa ngục. Bất cứ thần tướng đỉnh cấp nào đứng trước mặt nó đều sẽ trở nên nhỏ bé yếu ớt như vậy. Những gì xảy ra trước mắt khiến nhóm người kia ngỡ ngàng. Cái đó tại sao lại xuất hiện trong nhà của Dung Dung? Rốt cuộc cô ấy đã chọc giận con quái vật như thế nào? Đột nhiên cửa mở ra, cửa mở rồi, có thứ gì đó muốn ra ngoài. Mặc dù bước ra với dáng vẻ tiêu tụy nhưng sát khí từ Hách Huấn khiến mọi người không khỏi sợ hãi, vừa không ở bên cạnh, ở chỗ của người khác thì ngại lắm, ra ngoài hít thở không khí cho đỡ. Bước ra ngoài, Hách Huấn không khỏi ngỡ ngàng vì nhóm người của Hóa Thần Cảnh đang ngồi la liệt ở bên ngoài trông như những người vô gia cư, vãi, do mình chưa từng trải nhỉ. Bây giờ ăn mày cũng hoành tráng như thế này ư, còn tên Hành Dương kia lúc này đã toát hết mồ hôi hột là hắn. Hắn chính là chủ nhân của thần tướng, khí tức hủy thiên diệt địa này quả là khiến cho người ta không thể di chuyển được. Sau đó hắn liền gục đầu xuống mà ăn năn, đáng sợ quá, sớm biết Dung Dung phải gả cho một con quái vật như thế này ta vốn không dám đến cướp đâu. Lúc này nhóm người của Hóa Thần Cảnh đã quỳ gục xuống trước khí tức mãnh liệt của Hách Huấn khiến cậu thắc mắc sao vẫn còn dập đầu thế. Có vẻ như không cho chút tiền thì không được rồi, nhưng mà đậu xanh rau má chả đá bia, ông ta là một tên ăn cơm mềm thì lấy tiền méo đâu mà cho. Không khác gì cô nô tỳ bưng cơm cho Hách Huấn trước đó, hình ảnh Hách Huấn hiện ra trong đầu Hành Dương Tiên Quân thật đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Toang toang, con mẹ nó rồi, hắn đang tìm pháp khí để giết chết chúng ta sao? Chúng ta đến trước cửa khiêu khích nhất định là chọc giận hắn rồi, không được. Vì cứu lấy chính mình cũng chỉ có thể, sau đó hắn cố gắng lấy thanh kiếm ở trong người ra. Ngay lập tức dùng hai tay đưa thanh kiếm lên ngang đầu cung kính nói xin lỗi, chúng ta không có ý mạo phạm tiền bối đâu. Nếu tiền bối không tin có thể tùy ý xử lý bội kiếm của chúng ta, tuyệt đối sẽ không oán hận đâu. Hành động của bọn họ khiến Hách Huấn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, không phải đến ăn mày à? Sao lại còn tặng ta đồ này, hơn nữa còn là một thanh kiếm? Lẽ nào hắn là người tu tiên sao? Mẹ nó, đem đi đi. Đừng có làm cho cái hệ thống quần què đó quay lại, sau đó cậu đưa tay khước từ không cần đâu. Thanh kiếm này ta cũng không biết cách dùng, vừa nói đến đây thì từ thanh kiếm xuất hiện những vòng sáng mờ ảo. Sau đó là hình ảnh một cô gái tâm hồn to tròn ngọt nước xuất hiện khiến Hành Dương Tiên Quân cũng ngã người bật ngửa, đây là cái gì vậy? Là kiếm tổ ư? Kiếm tổ ngay lập tức tiến lại gần đưa tay lên gò má Hách Huấn, nam nhân này chỉ mới chạm nhẹ vào kiếm mà đã đánh thức được kiếm tổ ngủ say nghìn năm. Sau đó kiếm tổ liền quay lại đưa tay lên đầu Hành Dương Tiên Quân khiến hắn điếng người, sau đó là cảm giác như lần đầu được xúc bình sang con. Linh khí giống như một luồng nhiệt đánh vào cơ thể của ta nâng cấp rồi. Linh khí phát ra từ thanh kiếm mạnh mẽ đến mức Thích Dung Dung trong nhà cũng cảm nhận được.
Cảm thấy bất an, cô liền chạy về hướng phát ra linh khí đó, khiến Lê Lê hốt hả chạy theo tiểu thư nguy hiểm đó. Linh khí kia mạnh quá, rất bất thường. Cô chẳng quan tâm đến những lời nói của cô bé, vẫn tiếp tục chạy nói: ta không quan tâm được nhiều thế, lại có kẻ tu tiên nào đến gây chuyện ở trước cửa nhà chúng ta, nhớ đâu làm phiền đến tướng công, ta nhất định sẽ không tha cho hắn. Nhưng khác với vẻ mặt cô ngầu lúc nãy, khi vừa bước ra cổng thấy tướng quân của mình, sắc mặt cô liền thay đổi 360 độ, đúng là mê trai đầu thai mới hết. Sau đó là một cú ngã không hề giả chân chút nào của cô về phía Hách Huấn. Ôi chao, ta vấp ngã rồi. Hách Huấn thấy vậy liền đỡ cô vào lòng: sao rồi, không sao chứ? Không sao, không sao, người ta bận đến tìm chàng không cẩn thận nên bị ngã thôi, thật là ngốc mà. Lê Lê thấy nét diễn như sao Hollywood của tiểu thư nhà mình thì cũng chỉ biết bất lực đưa tay lên biểu thị nút like, cũng rất biết giả vờ đó tiểu thư à. Còn tên Hành Dương cùng nhóm người của hắn lúc này đưa tay kính cẩn nói: cảm ơn tiền bối đã giúp thăng cấp, vãn bối tuyệt đối không cố ý làm phiền hai vị. Hai người quả là trời đất tác thành, là mối lương duyên trời ban, ở ngoài là vậy nhưng trong lòng hắn thì không khỏi bất an tiêu rồi. Tiền bối có lòng tốt giúp mình thăng cấp, vậy mà Dung Dung lại ở đây. Nếu cô ấy nói ra chuyện ta chó liếm cô ấy, vậy chẳng phải ta sẽ chết rất thê thảm sao? Tích Dung Dung lúc này cũng đã nhận ra hắn, cô liên tục nhìn chằm chằm về phía hắn. Lại là tên huynh hoang khoác loác Hành Dương này, trông dáng vẻ sợ hãi của hắn chắc là vẫn chưa nói gì không nên nói đâu nhỉ. Nhưng tư chất của hắn tầm thường như vậy sao lại thăng cấp nhiều thế, lẽ nào là do tướng công giúp hắn thật sao? Hắn lúc này từ hóa thần cấp 1 đã thăng lên luyện hư cấp 1, thấy vẻ mặt của Dung Dung, Hách Huấn chỉ gãi đầu nói: hả? Thăng cấp cái gì, vừa rồi ta cũng có làm gì đâu. Tích Dung Dung vẫn không hết đam chiêu hả? Tướng công không hề thừa nhận, ta hiểu rồi, tướng công là cao thủ đỉnh cấp. Nếu muốn ra tay xua đuổi nhất định là sẽ tới mức sơn băng địa liệt, chắc chắn là vì không muốn dọa đến người phàm như ta mới nhẫn nhịn kiềm chế lại. Tướng công vì ta mà giấu đi thân phận cao thủ của mình, lại khiến cho đồ chó má kia nhân cơ hội mà ăn trực cơ duyên. Không thể tha thứ, vì tức giận tên kia nên tay cô ngày càng nắm chặt nhưng lại quên mất là tay mình đang để lên ngực Hách Huấn, khiến cậu đau đớn đau. Đau ngực quá, Dung Dung căng thẳng như vậy sao? Sao lại còn phát run lên? Chẳng lẽ... Đúng rồi, Dung Dung là một nữ tử bình phàm mỏng manh, gặp phải người tu tiên gì đó đối với cô ấy mà nói còn đáng sợ hơn. Nghĩ đến đây cậu liền dìu tên Hành Dương kia đứng dậy rồi nói: tiên hữu có thể đi trước không? Thê tử nhà ta nhát gan sẽ sợ hãi. Nghe được những lời này của Hách Huấn mà Hành Dương như hóa đá: ai, ai nhát gan? Ta không nghe nhầm chứ? Dung Dung lúc này cũng cố gắng hoàn thành vai diễn của mình. Cô núp sau người của Hách Huấn rồi tỏ vẻ sợ hãi nói: tướng công bọn họ nhiều người quá, trông rất là hung dữ. Thấy được nét diễn không hề giả chân của cô, Hách Huấn liền cười đáp: đừng sợ, tiên hữu đây đều là người tốt, sẽ không làm khó người phàm đâu, đúng không? Tên Hành Dương nghe vậy liền hối hả đáp: đúng, đúng vậy, đúng vậy. Nhưng trong lòng hắn thì lại dấy lên nhiều suy nghĩ. Người phàm ư? Đường đường là môn chủ của thần môn, vậy mà ở trong mắt của tiền bối lại cũng chỉ là một người phàm, vậy chúng ta ở trong mắt của tiền bối chẳng phải là lũ rẻ rách hay sao? Thấy bộ dạng run rẩy chán chường của bọn người hóa thần cảnh, Hách Huấn tưởng bọn họ bị đói liền quay sang nói với Dung Dung: Dung Dung, hay là chúng ta giữ họ ở lại ăn cơm nhé, bọn họ cũng không dễ dàng gì. Dung Dung liền phấn khích đáp: đều nghe tướng công hết, tướng công thật là tốt bụng. Vì để duy trì hình ảnh hòa nhã tốt bụng mà mời người không thích ở lại ăn cơm, được sự đồng ý của nóc nhà, cậu liền nói với bọn họ: nếu các vị không chê tay nghề của thê tử nhà ta thì mời vào trong ăn bữa cơm đã. Dung Dung tùy miệng cười vui vẻ nhưng trong lòng thì không khỏi hậm hực, đều trách đám chó ăn trực cơ duyên này, tuyệt đối không tha cho bọn chúng. Một lúc sau đồ ăn đã được dọn lên bàn, tên Hành Dương liền khách khí nói: tiền bối đối xử với chúng ta tốt quá, bữa cơm ngon như thế này cả đời ta chưa từng bao giờ ăn. Hách Huấn liền đáp: khách khí quá, chỉ là bữa cơm gia đình thôi mà. Gắp miếng thịt trên tay mà hắn không khỏi thích thú, u trông có vẻ như là bữa cơm gia đình. Nhưng hạng cao thủ như tiền bối tùy tiện cho chúng ta cái gì cũng sẽ là bí ẩn huyền cơ, nói không chừng những món này đều là linh thực có thể giúp cho tu vi của ta tăng lên. Nhưng chưa được 3 giây cuộc đời thì miệng hắn sùi bọt mép, mắt trợn trắng, còn tay thì đã bóp nát đôi đũa từ bao giờ. Vậy sao lại không giống trong tưởng tượng chút nào vậy? Đau đớn quá vốn không cử động được, chẳng lẽ đây là cảm giác thăng cấp ư? Nhưng sao bất thường quá, thấy hắn gục xuống bàn, Hách Huấn liền vội hỏi mọi người: sao thế? Còn Dung Dung thì liên tục đưa thêm các món cao sơn mỹ vị của mình lên. Ôi chao, sao mọi người lại say nhanh như này chứ? Thật là đáng tiếc, Dung Dung chuẩn bị rất nhiều món, vẫn còn chưa ăn hết mà. Nhìn vẻ mặt vậy thôi chứ trong lòng Dung Dung thì liên tục chửi rủa: dám làm phiền lão nương, thành thân không chết thì cũng phải làm cho các người thoi thóp. Tên Hành Dương lúc này cũng đã thổ huyết liên tục, hắn cũng đã nhận ra trong đồ ăn có độc. Chết rồi, là cổ độc mà Dung Dung cho vào. Nghe thấy sơn hào hải vị thì Hách Huấn ăn hối hả, khiến tên Hành Dương hốt hoảng: tiền bối đừng ăn nữa. Không những không bị gì mà linh khí cả Hách Huấn càng ngày càng mạnh, khiến Hành Dương bất ngờ. Tiền bối ăn cổ độc chẳng những không bị làm sao mà linh khí lại còn tăng cao. Đây là sức mạnh uyên thâm gì vậy? Hết sức kinh khủng, hết sức kinh khủng. Ăn cũng no rồi, cậu định uống ly trà nhưng lập tức bị Dung Dung cản lại. Tướng công, quan khách đều ngủ hết rồi, chúng ta còn không đi ngủ sao? Da bụng căng thì ra mắt trùng. Kèm với đó là con mãnh thú 20cm cũng đã thức tỉnh, cậu liền đáp: nói như vậy thì quả thực là nên ngủ chưa thôi. Sau đó cô vui vẻ dắt cậu về phòng, tướng công say rồi, Dung Dung đưa chàng về phòng. Thấy hai người rời đi, Lê Lê liền hỏi: tiểu thư, đám người này xử lý thế nào? Cô quay lại với ánh mắt lựu đạn nói: đưa bọn họ đến nơi cần đến. Về đến phòng của Dung Dung, Hách Huấn vươn vai một cái: ha, say rồi. Sau đó lăn ra ngủ, bao nhiêu lần muốn lếu lều nhưng đều bất thành. Nay mỡ đã dâng tận miệng mèo, Dung Dung liền cười khoái chí: hi hi, cuối cùng cũng đưa được tướng quân về phòng của ta rồi.
Nghĩ đến mấy ngày nữa là đã muốn cùng với tướng công xếp hình trên chiếc giường này, ngay lập tức cô leo lên ngồi lên người Hách Huấn. Hùng ta lén lút luyện tập tư thế một chút chắc không quá phận đâu nhỉ, nhưng cô đâu biết được Hách Huấn cũng đang giả vờ ngủ mà thôi. Còn chưa biết ai là thóc ai là gà trong tình huống này nữa, và rồi cái gì đến cũng sẽ đến, nhưng trong trường hợp này thì nó đến nhanh như vận tốc ánh sáng. Con mãnh thú 20cm đã không kiềm chế được nữa, nó phất cờ khởi nghĩa khiến Dung Dung hét lên á. Cái gì thế? Chẳng lẽ là tướng công, nó đang cú con cưng, ta chảy nước miếng chảy nước mép. Hách Huấn kéo người Dung Dung về phía mình khiến cô ta hốt hoảng. Tướng công chàng chưa ngủ ư? Cậu ôm chặt lấy người cô nói nàng không ngoan. Đương nhiên nó sẽ đâm nàng sâu 20cm rồi. Sau đó Hách Huấn đưa tay để vào những nơi cần để và massage những chỗ cần massage. Ngủ rồi thì làm sao mà bắt được tên trộm, nói mau lén lút như thế là muốn làm gì bổn tướng công. Cô bật người dậy nhún nhảy thích thú, ha ha ha, tha cho ta đi mà, không thể nói được. Sau đó cô nằm gọn vào lòng của Hách Huấn, ta muốn ở bên tướng công mãi mãi. Ai muốn ngăn cản ta sẽ giết chết kẻ đó. Nhóm người của Hành Dương sau khi dính cổ độc của Dung Dung đều đã ngỏm củ tỏi, chỉ còn lại một mình hắn sống sót. Để trả thù hắn quay về thần môn báo với thánh tôn thần môn thích Dung Dung thân là môn chủ thần môn đức không xứng vị. Lại dám yêu đương cùng với một tên người phàm ra tay hạ cổ độc làm ô uế đồng môn, thật không thể kéo dài thêm nữa. Thánh tôn thần môn Hạc Đồng Nhan thấy vậy liền tức giận nói. Bổn thánh tôn quyết định sử dụng thánh quyền cách chức môn chủ của cô ta, sau đó liền phái Tống Tuyết và Lạc Vũ đi bắt Dung Dung đòi lại công bằng. Tại phòng của Dung Dung, sau một vài thao tác thì cậu cũng đã vã mồ hôi, nguy hiểm quá. Suýt chút nữa thì sát thương tẩu hỏa rồi. Dung Dung là một cô gái tốt, mình thực sự không nên cho cây xúc xích của mình vào cái lò của cô ấy trước khi thành hôn. Còn Dung Dung nằm trên giường vẫn chưa hết sung sướng. Tướng công thật sự quá uyên thâm, mới chỉ dùng lưỡi thôi đã độ cho linh lực của ta như vậy, đủ để ta liều mạng tiêu hóa rồi. Ngay động phòng nhất định ta phải nuốt hết mới được. Cảm xúc đang dâng trào thì Lê Lê chạy đến hét lớn, tiểu thư, khiến cô ngượng ngùng á. Ta không nghĩ gì hết, ta không có nghĩ đến mấy chi tiết đó đâu. Thấy tiểu thư còn mơ màng chuyện chăn gối, cô bé càng quát lớn. Tiểu thư mau vứt hết những thứ phế phẩm trong đầu người ra đi, có chuyện không hay rồi, người của thần môn bọn họ tìm đến đây rồi. Ngay lập tức cô tỉnh người, nhanh vậy sao? Không được, không thể để cho tướng công nhìn thấy bọn họ. Sau đó cô căn dặn cô bé, Lê Lê ngươi trông coi tướng công đừng để chàng phát hiện ta vắng mặt. Lê Lê liền đáp, tiểu thư người cẩn thận đó. Một lúc sau Hạc Đồng Nhan đã đến chỗ của Dung Dung. Hắn nói thích Dung Dung, cô dám không tôn trọng bổn thánh tôn, hôm nay cô không giao lại chức vị môn chủ này thì ta không để yên đâu. Nhưng trong lòng hắn thì lại chứa đầy sạn chỉ, muốn tiêu diệt Dung Dung để tranh giành địa vị. Chỉ cần giết chết cô ta thì mọi người trong thần môn sẽ nghe lệnh của ta. Dung Dung biết được ý đồ của hắn chỉ thản nhiên đáp, ta biết ngay là ngươi. Có tí tuổi mà đã lo chuyện bao đồng, chẳng trách không lớn nổi, không phải là muốn chức vị môn chủ sao? Bà đây cho ngươi hết, mau mau cút về đừng ở đây làm phiền tướng công của ta nghỉ trưa. Nhưng lời nói mang sát thương cực mạnh của Dung Dung khiến Hạc Đồng Nhan tức giận hét lớn, cái ngữ khí bố thí đó của cô là có ý gì hả? Dám coi thường bản thánh tôn, bây giờ bổn thánh tôn phải nghiêm phạt cô. Nghiêm phạt cô đó cô có hiểu không hả? Nhưng trông cô có vẻ kiêu ngạo như vậy, ta lại mong đợi dáng vẻ khóc lóc cầu xin của cô hơn. Dứt lời Hạc Đồng Nhan lấy từ trong người ra một thứ gì đó, nó chính là khế thư môn chủ, khiến Dung Dung hốt hoảng. Bổn thánh tôn thân là người chấp pháp của thần môn, có thể tự do sử dụng năng lực của khế ước. Ở trong này là thiên phạt của các môn chủ qua các thời kỳ dùng thần lực ngưng tụ lại. Cô yêu đương với người phàm vi phạm nội quy, thiên phạt cũng để khiến cho cô bị nghiền xương cốt thành bụi. Nói đến đây thì khế thư môn chủ đã quấn chặt xung quanh người cô. Hạc Đồng Nhan nói tiếp, còn về tướng công người phàm kia, bổn thánh tôn cũng sẽ phái người đi giải quyết hắn ta, các ngươi cứ đợi mà gặp nhau ở dưới địa ngục đi. Bên này Tống Tuyết trên tay đang cầm một cây kim châm, tỏ vẻ mặt đắc ý, lão đầu Hạc Đồng Nhan này lúc nào cũng bày việc cho ta làm, đánh nhanh thắng nhanh thôi. Sau đó cô liền phóng kim châm đó về phía Lê Lê, khiến cô bé chỉ kịp la lên một tiếng á. Hách Huấn ở gần đó nghe được tiếng la của Lê Lê đã kịp chạy đến đỡ cô bé, có cần phải như vậy không? Còn mấy ngày nữa là thành thân rồi, phòng tránh ta tới mức hạ đường huyết rồi sao? Nhưng Lê Lê vì được Hách Huấn ôm lấy mà chất độc của kim độc lập tức tiêu tan. Sau đó cô bé tỉnh lại, chỉ tay về phía sau cậu nói, không phải. Phía sau, lúc này Tống Tuyết từ phía sau đang xông tới tấn công về phía hai người họ mà miệng vẫn lẩm bẩm, vậy mà không chết. Vậy thì chết cùng nhau luôn là được. Ngay lập tức Hách Huấn quay mặt lại một cái thì Tống Tuyết đã đứng người sợ hãi, đây là cái gì? Khí tức giống hệt ác quỷ, là thứ mà người phàm có thể sở hữu sao? Sau đó tay chân cô bùn rùn rồi liên tục hét lớn, a, lợi hại quá, không cách nào chống lại được. Cô ngã xuống đất trước mặt Hách Huấn trong một tư thế bá con mẹ nó đạo. Nhưng mặt cậu thì đằng đằng sắc khí, nói cô từ đâu đến đây. Sau đó là đưa tay về hướng cô để làm gì đó thì chỉ cậu mới biết được. Đột nhiên cậu khựng người lại, ăn mặc trông quá là mát mẻ thật, khiến cho người ta khó mà ra tay. Sau đó cậu gọi một tiếng Dung Dung rồi quay người rời đi. Vẫn nên bảo Dung Dung đến giải quyết đi, nhưng Lê Lê lại ngăn cậu lại, cô ra đợi đã, bây giờ ngài không thể đi được. Tống Tuyết lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng, quả nhiên hắn chính là tướng công của thích Dung Dung, sợ là bây giờ thích Dung Dung đã bị thánh tôn giết rồi. Nếu hắn biết được chẳng phải ta cũng sẽ chết sao? Không được, ta phải mau chóng rời đi. Dứt câu cô ta gượng bò đi trong sự bất lực, nhưng với tư thế này mà áp dụng doggy là hết nước chấm. Vừa nói xong thì cô ta lập tức đánh vần ư a, đau quá, nhưng nơi vừa rồi bị khí tức của tên kia làm bỏng đau quá. Speed mà ở đó lúc này thì cô ta đã bị máy dập của Speed dập cho nát sò con mợ nó rồi. Hách Huấn thấy cô ta đánh vần thảm thiết liền lấy một cái áo choàng khoác lên người cô ấy.
Được rồi, là một cô nương thì đừng để cho cô ấy quá nhếch nhác. Ngay lập tức cô ta bày ra khuôn mặt mãn nguyện, khí tức dễ chịu quá. Nam nhân này độ cho ta thông qua tấm áo choàng này sao? Thoải mái quá, cả tâm hồn đều cảm thấy phơi phới cả lên. Lê Lê đứng một bên cảm thấy khó chịu, thầm chửi đáng ghét cô ra dễ mềm lòng quá, để cho nữ nhân này lợi dụng cơ duyên. Chắc chắn là muốn lừa gạt. Tống Tuyết lúc này vẫn giữ nguyên tư thế đó, nhìn không chớp mắt về phía cậu kỳ lạ. Bỗng dưng cảm thấy hắn anh tuấn quá, còn Lê Lê đứng ở phía sau chứng kiến tất cả chỉ muốn gọi tiểu thư về ngay lập tức. Ở đây có kẻ đang dụ dỗ cô ra. Bên này Dung Dung bị trói nhưng vẫn nở nụ cười đắc ý. Vốn ta không muốn diệt các ngươi, nhưng các ngươi quả thực khiến cho người ta thấy phiền phức, không muốn sử dụng năng lực của tướng công chút nào. Không dễ gì mới tích lũy được nhiều như vậy. Dứt câu, Dung Dung thi triển nhẫn thuật đáp trả đòn tấn công của Lạc Vũ. Bị đánh trả trong trạng thái bị trói khiến Lạc Vũ hốt hoảng, ngươi đang nói cái gì? Ngay sau đó cô phát ra luồng sức mạnh khủng khiếp, sợi dây trói trên người cô cũng bị sức mạnh đó làm cho đứt lìa thành từng đoạn nhỏ. Sau này chỉ có thể lếu lều nhiều hơn thôi. Hai tên kia bị luồng sức mạnh đó của cô đánh bật ra xa trăm mét. Khí tức của quỷ xuất hiện trên người Hách Huấn giờ đây đã ở bên cạnh cô. Không thể nào, cô ta chỉ là hóa thần cảnh mà thôi, sao lại có thể có được tu vi đỉnh cấp như thế? Lẽ nào là do tu luyện cấm thuật gì đó sao? À, đàn bà điên này, mau dừng lại, thần linh môn chủ các đời trước đã bị ngươi làm cho nổi giận hết rồi. Lúc này xuất hiện trước mặt cô là hình dáng sức mạnh của các vị môn chủ đời trước. Đây là sức mạnh kinh thế mà họ đã truyền lại sau khi phi thăng. Họ mà nổi điên thì cả ta và cô cũng không thể chống lại được đâu. Dung Dung lúc này vẫn khí chất người ngợi, nở một nụ cười nói kiêu ngạo như vậy chẳng trách đều bị mù mắt. Vậy thì mở to mắt của các ngươi ra mà nhìn cho rõ, tướng công của môn chủ đây không phải là người phàm. Dứt lời cô thi triển nhẫn thuật tấn công về phía bọn họ, chàng là một vũ trụ vô song, là sự tồn tại áp đảo nhất. Nhờ vào sức mạnh của Hách Huấn mà Dung Dung đã dễ dàng đánh bại sức mạnh của các vị môn chủ đời trước, phi thăng giới hèn mọn như thế này mà cũng dám khinh suất ư. Sau đó là một đòn tấn công chí mạng nữa của Dung Dung, Hạc Đồng Nhan bị đòn tấn công của cô chỉ kịp hét lên tiếng á, sau đó ra đi với con cu lạnh toát. Lạc Vũ thấy được sức mạnh hủy diệt này liền sợ hãi mà thốt lên, không phải chứ, thần môn pháp khí mạnh nhất lại dễ dàng bị thích Dung Dung phá hủy sao? Tên nam nhân cho cô ta sức mạnh kia rốt cuộc là thần hay là quỷ, hay là một sinh vật ngoại lai ngự trị vạn vật? Bọn chúng là một sự đe dọa cực kỳ lớn đối với tu tiên giới, cần phải thông báo cho tất cả mọi người để đề phòng. Sau khi tiêu diệt Hạc Đồng Nhan, Dung Dung vội vã quay về tìm Hách Huấn tướng công, chàng không sao chứ? Chàng có gặp người nào kỳ quái không? Hạc Đồng Nhan nói rằng hắn phái người đến chắc không phải. Nhưng vừa tới nơi thì khung cảnh hiện ra trước mắt Dung Dung khiến cô chết lặng. Hai tay Hách Huấn đặt lên vai Tống Tuyết, còn cô thì gục người vào lòng Hách Huấn. Vừa thấy Dung Dung, Hách Huấn vội đẩy người Tống Tuyết ra. Dung Dung sao nàng lại ở đây? Còn Tống Tuyết cũng hốt hoảng, thích Dung Dung cô ta chưa chết sao? Tình huống hiện tại khiến Hách Huấn bất ngờ, hai người quen biết nhau sao? Tống Tuyết không biết trả lời sao, miệng chỉ lắp bắp ta. Dung Dung lúc này không còn giữ được bình tĩnh mà hồng hộc xông đến, khiến Lê Lê chỉ biết gọi hai tiếng tiểu thư. Cô tiến đến lôi Tống Tuyết ra xa, nhưng sau đó liền thay đổi 360 độ, tỏ vẻ mặt ngây thơ vô số tội, biểu tỷ tỷ thì ra tỷ ở chỗ này à? Chẳng trách lúc nãy ta đi ra ngoài đón tỷ lại không thấy tỷ đâu. Bằng mặt nhưng không bằng lòng, chị em như vậy. Nhưng tay Dung Dung lúc này đã siết chặt lấy tay của Tống Tuyết khiến cô đau đớn, đau quá. Sau đó Dung Dung tiến sát lại nói khẽ với Tống Tuyết, cô cũng không muốn bị lộ thân phận, chết không chôn ở nơi này đâu nhỉ, vậy thì ngoan ngoãn phối hợp đi. Bị ép vô đường cùng, Tống Tuyết chỉ còn biết vâng lời, nghe theo mà đáp vâng vâng. Hách Huấn thấy vậy liền hỏi cô ấy là tỷ tỷ của nàng à? Dung Dung đưa tay lên đầu vuốt tóc Tống Tuyết nói đúng vậy tướng công. Dung Dung từ nhỏ đã rời xa cha mẹ, đều là Tống Tuyết tỷ tỷ chăm sóc cho ta, nhưng đầu óc của tỷ ấy không tốt cho lắm. Không phải là cố ý dọa chàng đâu, Tống Tuyết chỉ còn biết ngoan ngoãn hoàn thành tốt vai diễn mà đáp ừm, nhưng trong lòng lại thầm chửi, lại còn bảo ta diễn vai con ngốc cơ à. Thấy tình chị em keo sơn gắn bó, Hách Huấn cũng lại gần đưa tay vuốt tóc Tống Tuyết nói vậy à, trên đường đến đây chắc không dễ dàng nhỉ. Thấy thái độ âu yếm vuốt ve của Hách Huấn dành cho Tống Tuyết khiến Dung Dung chỉ biết cắn răng chịu đựng. Không còn cách nào khác, cô lập tức đẩy Tống Tuyết ra. Được rồi tướng công, ta đưa tỷ tỷ về phòng trải chút một chút, nhất định là tỷ ấy mệt rồi. Thấy hành động khó hiểu của Dung Dung, Hách Huấn chỉ còn biết đáp ừm. Đi. Nhìn cái cách mà Dung Dung đưa Tống Tuyết đi mà Hách Huấn không khỏi cảm lạnh. Tình cảm giữa con gái với nhau đúng là tốt thật, vừa gặp mặt đã chờ đủ rồi. Sau đó cậu vươn vai một cái, ta cũng nên ngủ nhỉ. Vừa định rời đi thì có âm thanh từ một cái gì đó phát ra, Tống Tuyết ta là Lạc Vũ. Cô có đó không mau trả lời ta. Hách Huấn thấy vậy liền nhặt nó lên, đây là cái gì? Nó tiếp tục nói, Tống Tuyết mau quay về, tên nam nhân kia chắc chắn không phải người phàm. Thánh Tôn đã chết con mẹ nó rồi, bọn họ không phải người chúng ta có thể đối phó đâu. Nghe được những lời nói từ nó phát ra mà cậu không khỏi thắc mắc, Thánh Tôn ư, người phàm ư? Chẳng lẽ Tống Tuyết là người tu tiên sao? Lạc Vũ tiếp tục gửi một tấm ảnh đến rồi nói, cô nhìn tấm ảnh này sẽ biết ngay. Tấm ảnh mà Lạc Vũ gửi đến chính là hình ảnh Dung Dung với luồng sức mạnh từ khí tức của cậu, nhưng cậu vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì hả? Cho gì đây? Sau đó thiết bị lại thông báo do không đủ bộ nhớ nên không mở được ảnh gốc. Xin mời truyền linh khí để tiến hành xác minh. Linh khí ư? Ta không có. Sau đó Hách Huấn thở phù một cái vào thiết bị đó, ủi thôi bỏ đi. Vẫn nên đi hỏi cho rõ chuyện Tống Tuyết là người tu tiên đã. Bên này tên Lạc Vũ đã sử dụng thiết bị liên lạc của hắn để truyền hình ảnh đó đến tất cả mọi người, các chúng tiên mời xem. Đây là chứng cứ về lực lượng ngoại môn mà Thích Dung Dung cấu kết cùng giết chết Thánh Tôn. Nhận được thông tin này khiến mọi người bàn tán xôn xao.
Lão Hủ ở tu tiên giới đã 400 năm từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy dáng vẻ bệ vệ tàn độc khí thế như này, lẽ nào là ma tu? Không thể nào, linh khí của Thích Dung dung trí thuần. Nếu thực sự là ma khí, cô ta đã chết từ lâu rồi. Nhưng thứ này không phải là trọng điểm, Thích Dung dung cô ta sẽ không phục thù đâu nhỉ? Vừa dứt câu thì thiết bị liên lạc đó phát ra thông báo có pháp khí không xác định xâm nhập, cường tập tránh ra. Một luồng sức mạnh màu tím xông ra tiến về phía bọn họ khiến bọn họ chạy ói ỉa, đến rồi, quả nhiên nó đến thật rồi. Ta đã nói rồi, không nên đắc tội với Thích Dung Dung, cô ta và chỗ dựa của cô ta muốn đặt thần môn vào tử địa đấy. Thì ra sức mạnh đó là do Hách Huấn đã thở phù một cái vào thiết bị của Tống Tuyết khiến linh khí đó truyền ngược lại thiết bị của Lạc Vũ. Thấy tình cảnh hiện tại, một lão già tóc trắng bạc phơ nói vừa rồi rốt cuộc là sức mạnh gì mà lại có thể phá hủy thần tích tượng cổ. Dù đại điện đã bị phá hủy nhưng lại không có ai bị thương, lẽ nào chủ nhân của sức mạnh này không muốn đối địch với chúng ta ư? Đây là cảnh cáo ư? Chỉ sợ hành vi thánh tôn truy bắt Thích Dung Dung đã chọc giận cao nhân, hắn như nói với chúng ta chỉ cần hắn muốn, toàn bộ thần môn thậm chí là tu tiên giới đều sẽ bị hắn diệt dễ như trở bàn tay, và ông ta không ai khác chính là trưởng lão của thần môn. Tên Lạc Vũ lúc này cũng đã phát hiện nơi phát ra sức mạnh đó, hắn người run cầm cập nói sức mạnh này truyền qua cả ngọc bản. Lẽ nào Tống Tuyết đã rơi vào tay của bọn họ rồi? Tại nhà của Thích Dung Dung lúc này, Tống Tuyết bị Dung Dung hành cho lên bờ xuống ruộng, Dung Dung tức giận quát lớn, giả vờ ngây thơ không biết gì để được tướng công thích, thật là hồ ly tinh. Nhưng Tống Tuyết cũng không phải dạng vừa đáp hư, rõ ràng là ngươi bảo ta giả ngốc, bây giờ sao lại quay sang trách ta? Dung Dung ném một chiếc áo choàng cho cô ta nói mau mặc bộ quần áo này vào đi. Tướng công ghét nhất chính là người tu tiên, nếu không muốn chết thì phải giữ cho kỹ thân phận của ngươi. Ngày mai cút về thần môn cho ta, Tống Tuyết bẽn lẽn đáp, nhưng ngươi thân là môn chủ thần môn, không tự mình trở về giải thích với mọi người một câu sao? Dung Dung miễn cưỡng đáp, ta sẽ viết một phong thư bày tỏ quyết tâm nghỉ hưu, tới lúc đó các ngươi lựa chọn một người khác có đức hạnh là được. Nói xong cô thầm nghĩ, nếu khi đó không phải người kia nhìn chúng thuần linh chi thể của ta có thể phong ấn được, vậy thì thần môn sao có thể một mực bắt ta làm môn chủ? Còn hứa hẹn làm môn chủ rồi thì muốn gì làm nấy, kết quả gả cho người khác mà cũng đến can thiệp, một đám lão đầu trâu mặt ngựa xấu xa chết tiệt. Vừa dứt lời thì Hách Huấn mở cửa xông vào khiến cô bất ngờ thốt lên tướng công, ngay lập tức cậu chạy đến ôm chầm lấy cô, sau đó đưa tay nựng hai má nàng, không sao chứ? Hành động bất ngờ của cậu làm Dung Dung ngại ngùng, tướng công đừng như vậy, tỷ tỷ vẫn còn đang ở đây đó, được ăn cơm chó. Tống Tuyết chỉ biết khó chịu chẹp miệng một cái. Sau đó Hách Huấn đứng chặn trước mặt Tống Tuyết nói, Dung Dung, tỷ tỷ của nàng đã không còn là tỷ tỷ năm đó nữa rồi, cô ấy là một tu tiên, hơn nữa còn là tà giáo. Nghe đến đây thì cả Dung Dung và Tống Tuyết chỉ biết há hốc mồm thốt lên một tiếng hả. Hách Huấn lấy ngọc bản ra nói, Tống Tuyết, cô còn không chịu thừa nhận nữa sao, muốn ta phải đưa chứng cứ ra nữa à? Ngay lập tức Hách Huấn bấm mở một video trong ngọc bản lên, hình ảnh hiện lên là một cô gái đang trong tư thế doggy, cô ta liên tục cốt dịch cung mở hai cánh cửa của mép dưới nói, đạo trưởng, thiếp gắng sức như vậy chàng vẫn còn chưa cho cây láp tiến vào sao? Cô xem ngọc bản này của cô chứa những cái gì đây. Bí mật dâm tà bị bại lộ, Tống Tuyết muốn đội quần chỉ biết ôm mặt hét lớn, a, ngươi mau tắt đi a. Trong ngọc bản là vô số clip GIV được Tống Tuyết lưu lại. Cái gì mà doggy thổi kèn lếu lều, một cân ba xúc bình xăng con 10 lần một ngày của thần nữ. Cô nói xem đây có phải là những tài liệu mà một người tu tiên nên xem không hả? Đục nước béo cò, Dung Dung tiếp tục thừa thắng xông lên. Cô dùng tay che mặt ngượng ngùng nói, không ngờ tỷ tỷ lại như này, thật đáng sợ quá. Cô lao đến ôm chầm lấy Hách Huấn, hu. Chắc tỷ tỷ sẽ không bắt Dung Dung đi làm những chuyện đó đâu nhỉ? Quá đáng quá. Thấy Dung Dung bị kích động, Hách Huấn ôm chặt cô vào lòng nói, đừng sợ. Còn Tống Tuyết bị làm cho mất mặt chỉ biết cắn răng tức giận, lòng thầm chửi, ngươi được lắm Dung Dung, nữ tu xem phim sex hay là ngươi tự mình tranh thủ thế? Bây giờ ngươi đang xộn lào cái gì thế? Sau đó cô ta cũng xộn lào ngã ra đất mà khóc lóc như người vô tội. Đúng, ta thừa nhận ta làm chuyện không tốt nhưng ta cũng bị ép thôi. Ta vốn không muốn tu tiên nhưng môn chủ thần môn bắt ta về, còn ép ta hàng ngày học những thứ này. Không học sẽ đánh ta, có trách thì trách môn chủ thần môn đi. Đúng là hội chị em thiện lành, kẻ tám lạng người nửa cân. Dung Dung mà xộn lào số 2 thì Tống Tuyết ta đây xộn lào số 1. Hách Huấn bị cô ta rất mũi liền tức giận nói, sao lại có loại môn chủ như thế, thật là đáng ghét, khiến Dung Dung đứng ở đằng sau giận tím mặt. Được nước làm tới, Tống Tuyết tiếp tục công kích về phía Dung Dung, cô ta tính tình cổ quái, đừng nói là trách mắng chúng ta giết người cô ta còn có thể. Ta thực sự không chịu nổi nữa nên mới trốn đi, bên ngoài tỏ vẻ ngây thơ nhưng trong lòng cô ta thầm nghĩ, không ngờ đúng không Dung Dung, tướng công của cô lại ghét chính bản thân cô, còn Hách Huấn thì 5 lần 7 lượt trách móc nói như vậy thì nếu cô bị cô ta bắt được chẳng phải sẽ rất thê thảm sao? Không để mọi chuyện đi quá xa, Dung Dung liền nhảy số, đúng vậy, nếu tỷ tỷ bị bắt thì nhất định sẽ bị đánh, không bằng vẫn nên chủ động quay về. Vừa dứt câu, Dung Dung lập tức đẩy Tống Tuyết đi khiến Tống Tuyết khó chịu, lòng thầm nghĩ, muốn đuổi ta đi ư? Ta vẫn còn chưa nói đã cơ mà. Hách Huấn lúc này vẫn chưa nhận ra chiêu trò của Tống Tuyết, cậu dõng dạc nói, ta quyết định rồi, ta quyết định sẽ để Tống Tuyết ở lại đây giúp cô ấy thoát khỏi sự kiểm soát của thần môn. Dung Dung cùng Tống Tuyết nghe được quyết định thì chỉ há hốc mồm thốt lên hả. Tống Tuyết đã tối sầm mặt lại, còn Dung Dung chỉ biết thốt lên hai chữ tướng công. Trong lòng Tống Tuyết lúc này cũng không khỏi lo sợ, hỏng rồi, nếu mình ở lại đây thì chẳng phải sẽ là kẻ phản bội thần môn sao? Hách Huấn vì lo cho Dung Dung mà nói, dù gì cô ấy cũng là tỷ tỷ của nàng, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì ta không muốn nhìn thấy nàng đau lòng. Yên tâm đi, mặc dù chúng ta chỉ là người phàm nhưng ta sẽ nghĩ cách.
Sau đó cậu nhớ lại những dụng cụ đã đổi được từ hệ thống quần què kia, những đạo cụ bảo mệnh mà trước đây mình đã mặt dày mạnh dạn đổi chác với hệ thống chắc còn có ích nhỉ. Tống Tuyết ở một bên liền thầm nghĩ hai người này đang làm cái quần què gì vậy, rõ ràng là cường giả đỉnh cấp lại giả vờ là người phàm. Thích Dung Dung cũng luôn luôn đóng vai mềm yếu trước mặt hắn. Lẽ nào đúng như Thích Dung Dung nói hắn không có chút hứng thú gì với tu tiên giới, chỉ muốn ẩn cư sống qua ngày sao? Sau đó Hách Huấn đưa lại cho cô ta ngọc bản, mặc dù có thể đã thành thói quen rồi, nhưng những thứ ở bên trong vẫn nên xóa sớm đi, thẩm du nhiều không tốt cho cơ thể của cô đâu. Cô ta nhận ngọc bản rồi đáp ừm, vừa rồi người liên hệ với cô qua cái này hình như nói gì đó. Đại loại là Thánh Tôn chết rồi, chắc Thánh Tôn là người mà cô quen biết nhỉ. Đừng quá đau buồn, Tống Tuyết nghe vậy thì tối sầm mặt lại cái gì. Hắn vậy mà lại không biết Thánh Tôn là ai, còn dịu dàng an ủi ta, hơn nữa hắn nhẫn nại trị thương cho ta. Điều này hoàn toàn không giống với các sư huynh để ép ta tu hành, có lẽ hắn thực sự chỉ là một cao nhân thế ngoại. Cái chết của Thánh Tôn chỉ là do Thích Dung Dung tại mật cảnh thần môn. Tống Tuyết lúc này liên lạc với Lạc Vũ qua ngọc bản. Lạc Vũ có ở đó không? Lạc Vũ liền đáp Tống Tuyết cô vẫn còn sống sao, cô đang ở đâu? Bây giờ ta đang ở nhà của Thích Dung Dung. Quả nhiên họ bắt được cô rồi, có phải Thích Dung Dung có một chỗ dựa rất mạnh không? Đúng đúng, nhưng mà chưa đợi Tống Tuyết trả lời thì Lạc Vũ liền nói được rồi. Quả nhiên Thích Dung Dung đã ôm được một cái đùi vừa to vừa thô, ngay từ đầu cô ta vốn đã không đi trên con đường trở thành môn chủ đàng hoàng, bây giờ còn muốn xưng bá tu tiên giới sao? Tống Tuyết cô đợi đó, sư huynh nhất định sẽ tìm được một người mạnh hơn để cứu cô. Tống Tuyết vừa đáp không phải, tình hình không phải như vậy thì tín hiệu của ngọc bản bị ngắt khiến Lạc Vũ hốt hoảng gọi Tống Tuyết. Tống Tuyết, trưởng lão thần môn thấy vậy liền nói đến mật lao rồi, nơi đây xung quanh đều là linh khí chí thuần, không phải pháp khí chí thuần sẽ không sử dụng được ở đây. Lạc Vũ thấy vậy liền hỏi chuyện gì đang xảy ra, ông ta liền đáp ta cho rằng những năm này cô ta bị linh khí chí thuần dày vò áp chế, đã từ bỏ ý nghĩ chạy trốn, chẳng ngờ cô ta có chết cũng không đổi tính lại còn ngoan cố chống lại. Sau đó ông ta thi triển thần thược, phá khiến cánh cửa mở ra. Bước vào trong, Lạc Vũ liền hỏi đại trưởng lão, nghe nói ma nữ bị tống giam ở đây là do Thích Dung Dung phong ấn, lẽ nào cô ta còn mạnh hơn cả ma nữ sao? Ông ta liền đáp ầy, năm đó Thích Dung Dung kế nhiệm môn chủ vì để công chúng lắng lại, lão môn chủ mới tuyên bố là do Thích Dung Dung phong ấn cô ta, trên thực tế phong ấn ma nữ là mật cảnh được bao phủ linh khí chí thuần này. Ma tộc kiêu ngạo tự phụ nhưng từ nhỏ lại bị linh khí chí thuần khắc chế, vì vậy nên người tu tiên đổ dồn tu luyện. Đáng tiếc linh khí xảo trá dễ dàng bám vào đồ vật nhưng khó luyện hóa trên cơ thể người, chỉ có linh thể trời sinh như Thích Dung Dung mới có thể vận dụng được linh khí chí thuần. Lão môn chủ năm đó nhận nuôi Thích Dung Dung không cha không mẹ, dạy cô ta linh pháp tiên thuật chính là nhìn ra được sẽ có một ngày cô ta có thể sử dụng trừ ma chính đạo. Sau này có một ma nữ mới lên ngôi mạnh hơn, linh pháp của Thích Dung Dung cũng sơ thành, lão môn chủ biết không thể đợi thêm nữa. Vì để cô ta gánh trách nhiệm đối với ma tộc, lão môn tổ đã truyền lại ngôi vị môn chủ cho cô ta, vì báo đáp ơn dưỡng dục Thích Dung Dung đối đầu với ma nữ, nhưng lại không chịu nổi một đòn của đối phương, sau khi kiệt sức cuối cùng cũng nhốt được ma nữ vào trong mật cảnh. Linh khí chí tôn nơi đây đã phong ấn ma nữ lại cho đến tận ngày hôm nay, lần đó Thích Dung Dung bị thương nặng vốn còn tưởng là sẽ chết, không ngờ lại sống sót, từ đó tính cách liền trở nên vô cùng kiêu ngạo. Lạc Vũ thấy vậy liền nói ban đầu còn tưởng là ân tình nuôi dưỡng, không ngờ lại trộn lẫn cả sự lợi dụng, bất kể là ai thì cũng sẽ buồn nhỉ. Một người khác đứng sau cũng nói nghĩ như vậy thì thấy Thích Dung Dung có chút đáng thương, nhưng ông ta lại không nghĩ thế mà chậc lưỡi một cái, cho dù có thế nhưng vì sự hưng thịnh của thần môn hy sinh cô ta cũng chẳng đáng là bao. Nhưng bây giờ cô ta đã tìm được một chỗ dựa lớn hơn, nhất định sẽ oán niệm thần môn. Trước mặt bọn họ bây giờ là chân thân của ma nữ, nó là một con rồng màu đen đang bị linh khí chí thuần bắt giữ. Nó nhìn về phía bọn họ, sau đó là một cái hét lớn. Thấy được vẻ mặt tức giận của nó, trưởng lão thần môn liền nói ma nữ, ngươi chớ có hỗn xược, chúng ta đến đây để thương lượng, có muốn được tự do hay không là ở ngươi. Ngay lập tức nó cau mày nói tự do ư? Ông ta liền đáp không sai, đây là phù chú của môn chủ các thế hệ nghiên cứu chế tạo ra, có thể tạm thời hóa giải gông cùm xiềng xích linh khí trên người ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý hợp tác chống lại kẻ thù với chúng ta, ta sẽ có thể tạm thời hóa giải sự đau khổ bị cầm tù cho ngươi. Nói đến đây nó liền tỏ ra thích thú đáp hừ, khi đó các ngươi chỉ dựa vào một con nha đê u tóc vàng là có thể bỡn cợt bổn tọa, hành hạ bổn tọa đến tận ngày hôm nay, gian xảo như thế lẽ nào cũng có kẻ thù khó đánh ư? Ngược lại bổn tọa rất hiếu kỳ, là nhân vật như thế nào mà còn khó nhằn hơn cả bổn tọa. Nói đến đây thì con rồng đã biến lại hình dạng ma nữ của nó, không ai khác đó chính là ma tôn Ôn Khanh Như, chuyển cảnh tại nhà của Dung Dung. Lúc này Hách Huấn đang mở một cái dương đã được cậu cất giữ từ lâu, khụ khụ khụ, vẫn là phần thưởng mà mình đã nhận được từ lâu rồi, cũng không biết những thứ mà hệ thống cho má kia cho có thể dùng để chống lại thần môn không. Bỏ đi, Tống Tuyết cô nương là một người tu tiên, vẫn nên để cô ấy xem một chút đi. Nói xong cậu liền lấy hết những thứ đó đem đi. Nhìn những thứ mà cậu đem tới, Dung Dung cùng Tống Tuyết không khỏi ngỡ ngàng, ngài ngài muốn dùng những thứ này để chống lại thần môn ư? Thấy vẻ mặt của hai người họ khiến cậu ngượng ngùng, quả nhiên vẫn còn thiếu nhiều đúng không? Tống Tuyết lập tức quát lớn, thiếu rất nhiều. Sức mạnh của thần môn chênh lệch siêu cấp nhiều so với những món thần khí này. Hách Huấn mặt đượm buồn hỏi những cái này không được à? Khiến Tống Tuyết hối hả, không không không, sao lại có thể không được chứ, đồ vật của tiền bối quý giá quá, từ trước đến nay ta chưa từng thấy qua những pháp khí uyên thâm như này. Cậu mỉm cười đáp, đâu có, đây chỉ là một vài món đồ nhỏ vô tình nhặt được thôi.
Nghe đến câu chỉ là một vài món đồ nhỏ nhặt mà Tống Tuyết há hốc mồm, thầm nghĩ những khí cụ tuyệt phẩm này đối với hắn chỉ là những đồ vật nhỏ thôi ư, không hổ là hắn. Sau đó Hắc Huấn liền giao những thứ đó cho cô, nếu đã như vậy những pháp khí này để cho Tống Tuyết cô nương điều khiển đi, chắc có thể ứng phó được với thần môn. Nghe đến đây thì cô ta chỉ còn biết thốt lên một chữ hả. Hách Huấn tiếp tục nói, đúng vậy, cô là người tu tiên mà, đương nhiên là sẽ hiểu biết nhiều hơn so với người phàm chúng ta. Bên ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cậu thầm nghĩ không biết những thứ đồ này cô ta dùng có thuận tiện hay không. Còn Tống Tuyết lúc này cũng đang chưa thầm nghĩ, đã cầm những thần khí lợi hại như vậy rồi mà lại còn tự xưng mình là người phàm để ta đối phó với thần môn, lẽ nào hắn muốn thăm dò thiên phú của mình? Ở trong sách có viết, khi một ái nữ sở hữu tuyệt thế thần lực có dự định lui về sẽ chọn một đệ tử có dị bẩm thiên phú để truyền lại công pháp. Lẽ nào tiền bối chọn mình là người để truyền lại ư? Dung Dung bên cạnh thấy vẻ mặt thích thú của cô ta thì tức giận, đầu ngốc này. Tướng công vì không muốn để lộ thân phận trước mặt ta lại để cho Tống Tuyết tự mình đối phó với thần môn, nhưng dựa vào tu vi của Tống Tuyết, muốn điều khiển những nguyên linh này căn bản là không có khả năng. Thấy vẻ mặt căng thẳng của Dung Dung, Hách Huấn thầm lo lắng, sao Dung Dung lại không vui, lẽ nào nàng ấy ghen rồi à? Ngay sau đó cậu đưa tay vuốt ve mái tóc, sau đó là ân cần nắm tay cô. Được sự quan tâm của Hách Huấn, Dung Dung liền vui vẻ trở lại bỏ đi. Tướng công làm như vậy nhất định là đã có phương pháp vẹn toàn cả rồi. Dù sao đám người thần môn đó không có gì phải sợ. Bên này Ma Tôn Ôn Khanh như hét lên một tiếng, á, lão già kia đã thi triển thuật để tháo bỏ xiềng xích linh khí trên người cô ta ra. Được rồi, ta đã đặt một miếng hóa giải bùa chú vào trong người của ngươi. Ngươi tạm thời có thể tự do hành động, nhưng phải nhớ đây chỉ là tạm thời thôi. Chỉ khi tiếp nhận 7 tấm phù chú tẩy lễ mới có thể hoàn toàn tự do. Vừa được gỡ bỏ linh khí trí thuần, cô ta nở một nụ cười nham hiểm. Ngay sau đó cô ta liền tấn công về phía trưởng lão thần môn khiến ông ta răng ra xa. Lạc Vũ cùng những người còn lại chỉ biết thốt lên, đại trưởng lão. Ôn Khanh như với ánh mắt lựu đạn xung quanh đầy sắc khí nói, đúng là buồn cười. Các ngươi cho rằng sau khi bổn tọa lấy lại tự do sẽ thương lượng cùng các ngươi sao? Mau giao nốt 6 tấm phù chú còn lại ra đây. Trưởng lão thần môn bị Ma Tôn đánh bây giờ đã thổ huyết, ma nữ ngươi thật là bỉ ổi, có bản lĩnh thì giết chết lão phu đi. Không có công pháp thần môn của lão phu, cho dù ngươi có hóa giải được phù chú cũng không thể phá vỡ được gông cùm xiềng xích. Cô ta nở nụ cười nham hiểm nói, yên tâm, ta làm sao mà nỡ lòng giết ngươi đây. Dứt lời cô ta sử dụng sức mạnh của mình tấn công Lạc Vũ khiến cậu ta đau đớn. Chỉ cần ngươi không nghe lời thì đồng môn của ngươi sẽ phải chịu phạt, một khắc ngươi không giải phù cho ta, ta sẽ giết một người. Thế nào? Lúc này bị tấn công dữ dội, Lạc Vũ đã làm rơi ngọc bản của mình xuống. Ngay lập tức ngọc bản đó phát ra một luồng sức mạnh tấn công về phía Ma Tôn khiến cô ta bất ngờ. Khí tức này sao lại quen thuộc như thế? Là hắn. Khí tức như này chỉ có người như hắn mới có. Người mà Ma Tôn nhắc đến lúc này không ai khác, đó chính là Hách Huấn. Khí tức của cậu vừa rồi đã phát ra tấn công về phía cô ta. Sau đó cô ta kéo Lạc Vũ lại gần hỏi, sao ngươi lại biết hắn? Các ngươi có quan hệ gì? Trưởng lão thần môn đứng kế bên cũng hốt hoảng, ngươi biết người đó, lẽ nào các ngươi là cùng một bọn? Nếu đã như vậy thì cũng không thể để ngươi sống rồi. Dứt lời ông ta thi triển nhẫn thuật tấn công Ôn Khanh Như, nhưng cô ta cũng thi triển tử kiếm đáp trả đòn tấn công của lão. Các ngươi lại dám to gan chống lại hắn, tìm cái chết. Lúc này tử kiếm của Ôn Khanh Như liên tục tấn công về phía trưởng lão khiến ông ta đau đớn hét lớn. Ôn Khanh Như tiếp tục đe dọa, mau lấy phù chú cho ta, bằng không hắn sẽ chết. Bị tử kiếm đâm liên tục vào người khiến máu chảy ra liên tục, nhưng trưởng lão thần môn vẫn kiên quyết không đáp ứng yêu cầu của Ôn Khanh Như. Ma nữ, cho dù ngươi có cướp lấy phù chú ta cũng sẽ không giải phù cho ngươi. Ôn Khanh Như lúc này đã lấy được những phù chú còn lại trên tay mà nói, ngươi tưởng rằng cả thiên hạ này chỉ có thần môn ngươi có thể giải phù được sao? Cô ta nhấc bổng Lạc Vũ lên rồi nói, đưa ta đi tìm hắn. Sau đó cô ta cùng Lạc Vũ rời khỏi mật cảnh thần môn. Tại nhà của Dung Dung lúc này Tống Tuyết đang tu luyện khí pháp pháp tùy tâm động, như ảnh tùy hình, vạn vật sinh niệm nghe lệnh của ta. Vừa dứt câu Tống Tuyết bị con vật kia dùng đuôi đánh vào mặt khiến cô la hét, sau đó bất lực khóc lóc, ta không được. Dung Dung ở phía sau thấy vậy cũng tức giận thầm chửi rủa, đồ ngốc đi chết đi. May mà tướng công đi hái nấm hương rồi, bây giờ vẫn còn thời gian. Sau đó Dung Dung lại gần chỗ Tống Tuyết buông lời mỉa mai, lão đầu hạc đồng nhang kia mặc dù nhân phẩm bại hoại nhưng tốt xấu gì linh pháp cũng không tệ, sao lại thu nhận loại người có tư chất như ngươi làm đồ đệ. Bị sỉ nhục, Tống Tuyết chỉ bất lực hét lớn, liên quan gì đến ngươi. Dung Dung nắm tay Tống Tuyết thi triển nhẫn thuật gì đó, chậc, nếu không phải vì để giảm bớt việc cho tướng công, ta cũng chẳng muốn quan tâm ngươi làm quần què gì. Nhìn cho kỹ, bà đây chỉ dạy một lần thôi, vạn vật sinh mệnh nghe lệnh của ta. Ngay lập tức một luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện xung quanh những pháp khí đó, nhưng chưa được bao lâu thì Ma Tôn cùng Lạc Vũ cũng đã xuất hiện ở đó. Thấy sức mạnh đó, Lạc Vũ liền thắc mắc, đây là cái gì, lẽ nào là một số loại thần tích sao? Ma Tôn liền đáp, hừ, chỉ là pháp khí mà thôi, chỉ tiếc là pháp khí cực tốt. Dứt lời cô ta lấy cây châm cài trên đầu xuống, mà người thi pháp lại không xứng đáng. Sau đó Ma Tôn thi triển thuật biến thành hình con rồng đen tấn công về những pháp khí đó. Đòn tấn công đó tạo thành một vụ nổ lớn khiến những pháp khí kia vỡ thành từng mảnh vụn, còn Tống Tuyết bị đòn tấn công đó làm cho ngã ngửa ra sau, ổn trụ tâm thần. Là ma khí ư? Vụ nổ lớn đến mức Hách Huấn đang hái nấm trên núi cũng nghe thấy được. Ngay lập tức cậu ba chân bốn cẳng chạy ói ỉa về nhà, chẳng lẽ người của thần môn đánh đến rồi sao? Lúc này con rồng đen kia vẫn liên tục tấn công về các pháp khí còn lại. Dung Dung đã nhận biết được sức mạnh này do ai điều khiển liền nói, là ngươi sao? Ôn Khanh Như thấy Lạc Vũ bị khống chế bên cạnh Ma Tôn, Dung Dung liền nói, các ngươi vì muốn đối phó với ta lại thả cô ta ra ngoài sao? Đúng là một đám hồ đồ ngu ngốc.
Ôn Khanh Như cũng cất tiếng thích Dung Dung, ngươi giả vờ cái gì? Khi đó nếu không phải ngươi mưu kế để lừa ta thì cũng chỉ là thủ hạ bại tướng mà thôi. Ma Tôn cho Dung Dung xem một thứ gì đó rồi nói ta hỏi ngươi ngươi và hắn có quan hệ gì. Thấy khí tức của Hách Huấn, Dung Dung liền đáp khí tức này là của tướng công ư? Nghe được hai chữ tướng công, Ma Tôn liền tức giận, tướng công ư? Sao lại có thể? Hắn lương thiện như vậy tại sao lại có thể ở bên cạnh một người quỷ quyệt như ngươi? Nhất định là ngươi dùng phương pháp bỉ ổi nào đó để mê hoặc hắn. Ma Tôn lúc này đã không còn kiềm chế được nữa, ma khí xung quanh cô xuất hiện ngày càng nhiều. Sau đó cô ta xông lên tấn công Dung Dung. Thích Dung Dung, ngươi giống hệt với trước đây, đều khiến cho người khác không thể tha thứ. Thấy nguồn sức mạnh mạnh mẽ của Ma Tôn mà Dung Dung không khỏi lo lắng, nhanh quá, cô ta bị phong ấn từng ấy năm vậy mà tu vi lại tiến bộ hơn nhiều. Đây là thiên tài đệ nhất ma giới sao? Đáng ghét. Lúc trước dùng nhiều pháp lực của tướng công quá, bây giờ hoàn toàn không thể điều động được, lẽ nào chỉ có thể chịu trận thôi sao? Lúc này bàn tay của Ma Tôn đã tấn công đến gần Dung Dung, nhưng ngay lập tức có một nguồn sức mạnh khác đánh bật Ma Tôn ra khiến cô ta hoảng hốt. Cái gì? Đây là khí tức của hắn ngưng động thành thần tướng ư? Trước mặt Ma Tôn lúc này là hình ảnh Hách Huấn với khuôn mặt đầy sát khí đứng che chở bảo vệ Dung Dung. Khí tức vô cùng mạnh mẽ này khiến Ma Tôn sợ hãi, tâm cảnh của thần tướng và chủ nhân hợp nhất. Cho dù là cách xa vạn dặm cũng sẽ giúp hắn bảo vệ những gì mà hắn muốn, lẽ nào Thích Dung Dung đối với tên này thật sự rất quan trọng sao? Không để cô phải chờ lâu, khí tức của Hách Huấn lập tức tấn công khiến cô văng ra xa, chấn lực mạnh quá cho dù là thần tướng cũng khiến cho người ta không thể tiếp nhận được. Nam nhân mạnh như thế này dựa vào đâu mà thuộc về Thích Dung Dung, rõ ràng là ta quen biết hắn trước. Nếu không phải bị Thích Dung Dung phong ấn lâu như thế thì hắn nên là của ta mới đúng, dù có liều mạng cạn tu vi ta cũng phải chứng minh cho hắn thấy. Ta mới là nữ nhân mạnh nhất có thể sánh bước cùng với hắn. Nói rồi cô lấy trong người ra một cái roi, sau đó chạy đến tấn công Dung Dung. Vừa kịp lúc Hách Huấn về tới rồi hét lớn Dung Dung, khiến Ma Tôn sững người rồi nhìn về phía Hách Huấn. Là hắn ư? Cuối cùng cũng gặp lại rồi. Tưởng rằng Hách Huấn sẽ chạy tới ôm chầm lấy mình nhưng không, cậu chạy đến rồi đẩy một cái đùng khiến Ma Tôn ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa. Và sau đó là một vụ nổ lớn vang lên. Dung Dung nàng sao rồi, có bị thương ở đâu không? Thấy Hách Huấn lo lắng cho mình, Dung Dung liền đáp không không sao. Sao bỗng dưng tướng công lại quay về? Ta từ trên núi nhìn xuống thấy ở đây có tiếng nổ lớn nên vội vàng chạy về. Dung Dung lần sau nhất định phải trốn kỹ ở trong nhà, nàng không có linh lực nguy hiểm biết bao. Bị cho ăn cơm chó, Ma Tôn lúc này đã tức điên người nhảy dựng lên như muốn ăn tươi nuốt sống Dung Dung. Vẫn chưa bị Hách Huấn phát hiện là người tu tiên, Dung Dung mừng thầm trong lòng, đúng rồi, nhờ có thần tướng bảo vệ ta mới không ra tay, tướng công vẫn chưa biết ta có tu vi. Cô chạy đến xà vào lòng Hách Huấn tỏ vẻ yếu ớt nói vậy tướng công phải quay về sớm hơn đi, vừa rồi người ta bị dọa sợ. Ôm Dung Dung vào lòng mà lòng Hách Huấn vẫn còn bứt rứt, ta xin lỗi, quả nhiên là ta đã nghĩ quá đơn giản về thần môn. Bọn họ lại dũng mãnh như vậy, ta còn tìm tòi ở trong sách xem là có thảo dược nào có thể giúp Tống Tuyết bổ sung tu vi nhưng chẳng có thứ gì. Nói cho cùng thì vẫn trách ta không có tu vi nên không thể bảo vệ được Dung Dung. Cú đẩy vừa nãy của Hách Huấn khiến Ma Tôn yếu đi mấy phần, cô ta bước ra từ vụ nổ mà vẫn không tin vào mắt mình, ngươi thật sự thích cô ta như vậy sao? Còn Hách Huấn quay lại nhìn cô ta trong sự bất ngờ kỳ lạ, sao cô gái này lại nhếch nhác như thế nhỉ? Không phải ta chỉ đẩy cô ta có một cái thôi sao? Thôi kệ đi, bảo vệ Dung Dung đã rồi nói sau. Sau đó Hách Huấn quay lại nói với Ma Tôn cô muốn làm gì. Ma Tôn lúc này tức giận nói Hách Huấn huynh vì cô ta mà đánh ta à? Còn chưa biết được cô ta là ai mà cô ta đã nói như kiểu giận hờn vu vơ khiến Hách Huấn bất ngờ hả? Cô ta tiếp tục tiến lại gần tỏ vẻ mặt đáng thương nói huynh thật sự không nhớ ta là ai sao? Ta là gì gì đây? Cậu lúc này vẫn không thể nhớ được bất cứ thứ gì liền đáp thiệt thiệt, cái tên này nghe lạ quá. Ma Tôn thấy vậy tiếp tục nhắc lại những ký ức cũ, những ngày tháng chúng ta cùng nhau sống trên núi huynh quên hết rồi ư? Lúc này Hách Huấn thầm nghĩ còn có chuyện tốt vậy sao? Sống chung với một mỹ nhân xinh đẹp như vậy sao ta lại không có ấn tượng gì nhỉ? Chắc là nhận nhầm người rồi, nhưng như này thì dễ xử lý. Sau đó cậu bật cười một cách khoái chí thì ra là cô à, lâu rồi không gặp suýt chút nữa ta không nhận ra. Hách Huấn đang cố giả vờ là đã quen biết Ma Tôn để cô ta lơ đãng, trong đầu cậu thầm nghĩ trước tiên cứ ổn định cô ta đã, bằng không thì sẽ không đánh được. Ma Tôn lúc này cũng cảm thán huynh nhận ra ta rồi ư? Lúc này mặt cô đã ửng hồng, lòng vui sướng tốt quá rồi. Huynh ấy vẫn còn nhớ ra, vậy thì chắc chắn huynh ấy vẫn còn nhớ ước hẹn sẽ lấy ta khi đó. Nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì Hách Huấn tiến tới khoác vai Ma Tôn và nói nào, để ta giới thiệu cho cô. Đây là tẩu tử của cô. Những lời nói của Hách Huấn như sét đánh ngang tai khiến Ma Tôn giận tím người. Hách Huấn vui vẻ nói tiếp đây không phải là tranh chấp giữa những người thân mà không nhận ra nhau sao, nếu đã đều là người quen vậy thì đừng đánh nữa. Dung Dung cũng nhanh chóng nở một nụ cười rồi giơ tay lên chào Ôn Khanh Như, không thể kiềm lòng được nữa. Ma Tôn lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, tại sao huynh vẫn muốn chọn nữ nhân này ư? Rốt cuộc ta có chỗ nào không bằng cô ta? Thấy vẻ mặt tức giận của Ma Tôn mà lòng Hách Huấn rối bời, không phải ta biết cô rất bực nhưng cô đừng bực. Sau đó Ma Tôn liền kéo Dung Dung lại rồi nói huynh nhìn kỹ xem khuôn mặt dáng người ở đâu, ta không bằng cô ta, thực ra rõ ràng là ta ưu tú hơn. Đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng thấy Dung Dung có phần múp múp hơn, Hách Huấn liền đáp nếu nói như vậy quả thực cũng không có chỗ nào không bằng. Nhưng vừa nói tới đây thì cả Dung Dung và Gigi đều cau mày khó chịu. Đứng trước tình thế nghìn cân treo sợi tóc này khiến Hách Huấn đăm chiêu, khuôn mặt nhợt đi vài phần. Nhưng ta và Dung Dung là tình yêu thuần khiết, Hách Huấn đã giác ngộ được lý tưởng của đảng.
Lúc này xung quanh cậu phát ra muôn vàn hào quang rực rỡ khiến Dung Dung thích thú, còn Ma Tôn thì không chịu được ánh sáng của hào quang rực rỡ mà dùng tay che mắt lại. Bị phụ bạc tình cảm, Ma Tôn khóc nức nở, sau đó là ba đầu sáu tay táng hách huấn như gì ghẻ táng con chồng. Tên lừa đảo đồ cha nam thay lòng đổi dạ, sự tức giận của cô ta khiến Dung Dung đứng một bên cũng phải toát mồ hôi hột, lòng thầm nghĩ cô ta lại có thể đánh tướng công ư. Mạnh, mạnh quá, sau 7749 cái tát Ma Tôn vẫn chưa hả giận mà quát lớn, ta không bao giờ muốn gặp lại huynh nữa. Nhưng sau khi bị đánh cho ngu người thì hách huấn cũng đã nhớ ra được gì đó. Trong lòng cậu thầm nghĩ đôi mắt của cô ấy có cảm giác quen thuộc quá, lẽ nào cô ấy đã từng thổi kèn của mình rồi ư? Vừa thất tình vừa bị người xưa phụ bạc, Ma Tôn khóc nức nở như một đứa con nít, vừa chạy đi cô ta vừa nói cá thối xứng với tôm nát, rùa xứng với ba ba. Ta nhổ vào ta ghê tởm, nhìn bóng dáng cô ta vụt khỏi tầm mắt chạy sâu vào rừng mà hách huấn gãi đầu bứt rứt. Rốt cuộc là gặp qua cô ta ở đâu nhỉ? Dung Dung ngay lập tức hỏi tướng công, chàng biết cô ta thật sao? Hách huấn giật giật môi đáp, không có, vừa rồi là ta lừa cô ta thôi. Nhưng nữ nhân đó rất kỳ lạ, ta cảm giác có khả năng cô ta là môn chủ thần môn. Sao Tống Tuyết cô ta không có ở đây, ta phải đi hỏi cô ấy. Mọi chuyện xảy ra nhanh như một cơn gió khiến Lạc Vũ há hốc mồm kinh ngạc. Ta vừa mới nhìn thấy cái quần què gì thế? Chuyện gì đã xảy ra với một nam nhân đỉnh cấp vậy? Ngay cả ma nữ cũng là mã tử của hắn sao? Không được, phải rời khỏi đây thôi. Ngay lập tức hắn ba chân bốn cẳng chạy rơi cả chĩ, nhưng đột nhiên có một giọng nói quát lớn, đứng lại. Ok, video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn muốn xem thêm hãy ấn like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Nhớ bật chuông thông báo để khi ra video tiếp theo YouTube còn thông báo cho các bạn nữa. Bây giờ thì xin cảm ơn và tạm biệt các bạn.